Sáng nay, Quốc hội khóa 13 bước vào tuần làm việc mới với việc thảo luận về dự án luật quảng cáo. So với pháp lệnh hiện hành thì dự án luật này đã được đưa ra nhiều quy định mới, siết chặt hơn các hoạt động quảng cáo. Trong phiên thảo luận sáng nay thì nhiều đại biểu đã đề nghị nên thống nhất một đầu mối quản lý về hoạt động quảng cáo để tránh chồng chéo như thời gian vừa qua. Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận về dự luật quảng cáo là cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo. Theo dự thảo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm. Tôi ủng hộ cái phương án của dự thảo đưa ra là để Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch quản lý, bởi thông tin truyền thông là một bộ phận của văn hóa. Yếu tố tác động và gây bức xúc nhất hiện nay trong xã hội mà cần phải ban hành luật quảng cáo đó là sự vi phạm đến mức nghiêm trọng về không gian, về mỹ quan, về tính tùy tiện của việc lắp đặt các biển quảng cáo, nội dung quảng cáo. Đây là những yếu tố mà phần lớn liên quan đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Không đồng thuận với quy định này, nhiều đại biểu cho rằng quản lý nhà nước về quảng cáo nên giao cho Bộ Thông tin Truyền thông, vì từ năm 2007, Chính phủ đã giao Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện nhiệm vụ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép quảng cáo, hướng dẫn quảng cáo và xử lý thanh kiểm tra đối với hành vi quảng cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo. Hơn nữa, với gần 750 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh và truyền hình ở cả trung ương và địa phương, hơn 43 báo điện tử, 60 trang thông tin điện tử, 43.500 trang web được cấp phép và cùng với đó là hàng chục triệu thuê bao điện thoại di động. Nếu giao chức năng quản lý nhà nước cho ngành văn hóa, thì ngành này sẽ phải thiết lập một bộ phận từ trung ương đến địa phương để đọc báo, nghe đài, xem truyền hình và lên mạng song hành với ngành thông tin truyền thông cũng phải làm những việc này để quản lý về nội dung tuyên truyền. Điều này dẫn tới tình trạng một trang báo, hai bộ phải đọc, như một đại biểu đã ví von. Đó là sự lãng phí về nhân lực và làm phình bộ máy quản lý không cần thiết. Và trên thực tế, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới chỉ trực tiếp quản lý quảng cáo ngoài trời, chiếm 10% doanh thu quảng cáo. Khi chúng ta nói đến công tác quản lý, tức là chúng ta nói đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, việc triển khai tổ chức thực hiện, và việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây là ba nội dung quan trọng nhất của quản lý. Thế và cơ quan nào, ngành nào mà thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn ấy thì người ta sẽ thực hiện cái nhiệm vụ này tốt nhất. Cho nên tôi cho rằng với 80% thị phần của Bộ Thông tin Truyền thông quản lý thì giao cho bộ này là tốt nhất. Hiện tại Bộ Thông tin Truyền thông quản lý gần như tất cả các lĩnh vực quảng cáo nhưng lại không phải đầu mối xây dựng các văn bản vi phạm pháp luật. Điều đó tạo ra sự không đồng bộ giữa xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo. Trong phiên thảo luận sáng nay, nhiều ý kiến cho rằng không nên bỏ quy định cấp giấy phép đối với quảng cáo băng rôn, biển, bảng quảng cáo, cho dù đây là điểm mới phù hợp với xu thế cải cách thủ tục hành chính. Bởi hiện tại, quảng cáo trên bảng quảng cáo băng rôn tại hầu hết các đô thị hiện nay đang diễn ra hết sức phức tạp. Các ý kiến cũng đồng nhất với việc tăng diện tích quảng cáo trên mặt báo là để các cơ quan báo chí tăng nguồn thu và tự chủ về mặt tài chính. Về nội dung quảng cáo, nhiều đại biểu cho rằng cần có cơ chế xử lý nghiêm những trường hợp quảng cáo sai sự thật và phải đảm bảo vấn đề giới, không lạm dụng hình ảnh phụ nữ và những hoạt động quảng cáo thương mại thái quá. Cũng trong sáng nay, nhiều đại biểu đã thảo luận về các hành vi cấm quảng cáo, cũng như quy định quảng cáo trên các phương tiện giao thông, quy định quảng cáo bằng tiếng nước ngoài với tỷ lệ hợp lý để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật giáo dục đại học. Đây là một trong những dự luật thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước sau sự ra đời hàng loạt các trường đại học trong cả nước mấy năm gần đây. Dự thảo luật giáo dục đại học có 6-7 điều. Trong lần cho ý kiến đầu tiên vào dự thảo luật này, một số đại biểu cho rằng để luật đi vào cuộc sống cần quy định cụ thể ngay trong luật 20 điều thay vì để chính phủ và các bộ ngành hướng dẫn thi hành sau này. Thì tôi thấy là cái luật thì còn rất là nhiều những cái điều chung chung và còn đến hơn 20 điều khoản cần đến cái sự hướng dẫn của chính phủ, thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo. Cần phải xây dựng luật theo hướng tạo điều kiện tốt nhất cho các trường đại học phát triển. Tôi đề nghị ban soạn thảo cần tập trung nghiên cứu quy định cụ thể vấn đề này ngay trong luật, không giao cho chính phủ quy định
như điều 13 và điều 25 của dự thảo. Mặc dù trong dự thảo luật trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định cụ thể quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại học dựa trên 4 nguyên tắc, bao gồm điều kiện, mức độ thực hiện, việc thu hồi quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xử lý các hành vi vi phạm. Nhưng một số đại biểu cho rằng việc thực hiện 4 nguyên tắc này là khó. Nguyên tắc để giao quyền tự chủ thì dựa ở 4 nguyên tắc, nhưng mà những nguyên tắc này thực hiện rất là khó. Ví dụ như vị trí nhiệm vụ của trường thì được rồi, năng lực thực hiện thì người ta có năng lực thì được thực hiện. Cam kết thực hiện thì đơn giản, trường nào cũng sẵn sàng cam kết khi thực hiện tự chủ, nhưng mà lại dựa vào kết quả kiểm định chất lượng. Kết quả kiểm định chất lượng mà bắt buộc của 450 trường thì làm bao giờ mới xong? Và đọc xong luật này thì người ta không thể có tiến độ gì cả. Vậy thì bây giờ luật lại quy định là giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành khác để quy định cụ thể về điều kiện được tự chủ, mức độ tự chủ và thu hồi quyền tự chủ khi bị xâm phạm, khi bị vi phạm. Thì tôi cho là bây giờ cái việc này nó lại chính là vấn đề cơ chế xin cho quyền tự chủ đấy. Các trường đi xin quyền tự chủ. Như thế thì tôi cho là không ổn. Rõ ràng không thể duy trì hoàn toàn phương thức quản trị hiện nay, nhưng liệu có thể giao quyền tự chủ một cách triệt để và đồng loạt cho các trường hay không? Và càng rõ ràng là không thể tạo ra sự hiệu quả và công bằng thông qua việc áp dụng một phương pháp quản lý cho tất cả các trường đại học khi chúng có các sứ mạng, điều kiện và bối cảnh hoạt động khác nhau. Dự kiến, nếu được Quốc hội thông qua trong các kỳ họp tới, thì luật giáo dục đại học sẽ có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2013. Chiều nay, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường để thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2012. Theo nghị quyết được thông qua, thì tổng số thu cân đối ngân sách trung ương năm 2012 là 493.675 tỷ đồng, tổng số thu cân đối ngân sách địa phương là 269.225 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách trung ương năm 2012 là 633.875 tỷ đồng, trong đó có hơn 150.000 tỷ đồng bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương. Quốc hội giao Chính phủ triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách và mức phân bổ ngân sách trung ương cho từng bộ ngành, các cơ quan ở trung ương và từng tỉnh thành, theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội và thông báo đến từng đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh thành. Trước khi thông qua nghị quyết này, Quốc hội đã nghe báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.